Rồi tiếp tục nhé. Bỏ sữa vô. Rồi bắt đầu bỏ đường vào. Có gì không? Không có, thôi lại đây nước coi nè. Rồi bắt đầu bỏ dưa hấu vào. Rồi nấu nhiều quá nè. Cái này bữa dưa hấu ai gọt đây đi Ben. Bi biết không? Biết ai gọt không? Bi biết không? Phải không? Con biết không? Biết. Ai? Phải. Đúng rồi. Chắc nào phải xem hết cái này luôn. Chuẩn bị nha. Ủa thì không có đường. Đó rồi.